Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tơ điện. Kênh video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ động cơ 3 tiến một nùi 125cc 125 phân khối và một cái bộ chế xe 4 bánh sử dụng càng chữ A và trục sau là trục thẳng nhông xích. Đấy, bộ này chế xe 4 bánh thì rất là tuyệt mà giá thành cũng tương đối thôi. Đấy, các bạn có thể comment phần mô tả phía dưới. Bộ phụ tùng thì như trong hình thôi. 4 bánh 13 x 5.00 trừ 6. Bánh này có bản rộng là 12cm. Đường kính là 30cm. Lốp vuông. Và tải trọng mỗi một lốp của nó là 200kg. Có sử dụng phanh đĩa đằng sau. Đây là bộ tổng phanh này. Dây dầu này. Dây dầu thì đưa cho các bạn dây dầu 1,5m, 1,6m. Đây là bộ càng chữ A này. Với cái trục sau là 85cm thì bên mình sẽ đưa cho các bạn một cái bộ càng chữ A có chiều dài là 22, chiều dài này là 20. Đấy. Trục lối này thì trục lối lên vô lăng lái thì có hai hình thức. Một là mặc định nó sẽ có chiều dài khoảng 35cm. Hai là khách hàng yêu cầu chỉ lấy cái hai cái đầu này thôi. Bên mình sẽ đưa hai cái đầu này về, các bạn tự hàn cái này dài bao nhiêu tùy ý. Các bạn không có sắt đặc thì các bạn có thể hàn ống 21 cũng được, hoặc là các bạn hàn ống nhỏ hơn cho nó đẹp thì tùy. Các bạn hàn dài bao nhiêu cũng được. Đấy. Đây là bộ Meyer trước chữ A. Bộ này dù không có phanh nhưng các bạn vẫn có thể nâng cấp lên thành phanh được. Đây là vô lăng. Vô lăng này có đường kính 30cm. Có loại vô lăng đẹp và vô lăng đường kính 35cm cũng có. Đấy, đều có bên em rất là nhiều mẫu. Đấy, giảm sóc. Nhông xích thì sẽ đưa phù hợp với cái máy này. Máy này có 3 số tiến, 1 số lùi. Rất là thích hợp cho các bạn làm xe. Đấy, làm xe mà sử dụng cái động cơ này thì rất là tuyệt. Rất là ok. Đấy, động cơ 3 tiến một nùi đây. Thì những cái bộ nó cơ bản như vậy thôi. Còn phần râu ria nâng cấp thì nó sẽ còn tùy theo từng cái sở thích của từng người. Nhưng để đủ làm thì cũng như thế này là tương đối đủ rồi. Đấy. Mọi cái chi tiết về giá thành sản phẩm hay là kích thước thông tin khác thì các bạn có thể comment ở dưới phần mô tả sản phẩm, nên mình sẽ trả lời thêm. Và video thì xin được làm ngắn gọn như vậy để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái bộ như vậy, các bạn hình dung ra cái cách thức làm. Lưu ý cái trục này là rộng 85cm, các bạn có thể đổi sang trục 1m, cái đấy thì tùy ý. Giá thành như nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Video thì nhớ đăng ký kênh giúp mình và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video. Bên em thường thường sẽ thông báo giá công khai ở phần dưới mô tả sản phẩm, hoặc là khách hàng có hỏi thì bên mình sẽ báo luôn. Vì vậy các bạn nhớ ủng hộ cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.